Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Hyundai Elantra và Tucson 2019 sắp ra mắt, các đại lý bắt đầu nhận đơn đặt cọc. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thị trường ô tô xe máy. Các đại lý Hyundai đã chính thức nhận các đơn đặt hàng Elantra và Tucson năm 2019, thời gian giao hàng trong tháng này. Mặc dù chưa có giá bán chính thức, nhưng hai mẫu xe Elantra và Tucson 2019 của Hyundai đã được một số đại lý bắt đầu nhận đơn đặt hàng. Vẫn được lắp ráp trong nước, cả Hyundai Elantra và Tucson 2019 đều là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Trong đó, Hyundai Elantra thuộc phân khúc xe sedan hạng C, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Corolla Altis, Mazda 3, Kia Cerato hay là Honda Civic, cùng đèn chiếu sáng chính hình tam giác sắc nhọn, đâm sâu vào lòng lưới tản nhiệt, dạng thác nước, cách thiết kế mới tạo cảm giác các chi tiết đầu xe ăn nhập vào nhau hơn. Phần đuôi cũng được trau chuốt lại cứng cáp hơn, biển số được hạ xuống thấp bên dưới. Ngược lại, với diện mạo bên ngoài, nội thất của xe ít có sự đột phá, thiết kế tổng thể khoang cabin vẫn vậy. Một vài chi tiết ở bảng điều khiển được làm lại như cửa gió điều hòa và cụm nút bấm. Phiên bản thường sẽ đổi vô lăng mới sang loại gần giống với bản Sport hiện tại, còn bản Sport giữ nguyên vô lăng vát đáy thể thao. Nhiều khả năng động cơ Elantra tại Việt Nam không có sự thay đổi nào. Mẫu xe này vẫn được bán ra với 3 loại động cơ gồm có máy xăng 1,6 lít, 2 lít hút khí tự nhiên và 1,6 lít tăng áp. Hộp số tự động 6 cấp hoặc là 7 cấp liên hợp kép, loại 7 cấp chỉ đi cùng với loại động cơ tăng áp. Trong khi đó, Hyundai Tucson 2019 nhận được một vài thay đổi nhỏ ở ngoại thất, cụm đèn chiếu sáng LED được thiết kế lại, lưới tản nhiệt được bo lại góc trông giống như SUV crossover mới của Hyundai là Kona và Santa Fe. Đuôi xe gần như không có gì khác so với bản cũ, ngoại trừ đèn LED hậu có giao diện trông bắt mắt hơn. Cụm màn hình và bảng điều khiển trung tâm được làm mới giống như Kona và Santa Fe hơn. Màn hình nổi hiện đang là xu hướng thiết kế không chỉ của Hyundai mà còn của cả nhiều hãng xe khác. Vô lăng vẫn là loại cũ, đồng hồ chưa được nâng cấp sang màn hình kỹ thuật số. Cũng giống như Elantra 2019, Tucson 2019 nhiều khả năng cũng không có thay đổi nào về động cơ. Phiên bản mới của hai mẫu xe này vẫn tiếp tục được lắp ráp ở trong nước. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui vẻ, hạnh phúc và thành công.